phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông. Khô hạn sẽ qua đi, mưa sẽ đến, nước ngọt sẽ về. Vườn cây cần phục hồi nhanh, ra hoa đều và nhiều trái đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn, hãy chọn một sản phẩm cho cây ăn trái đầu trâu một hạt mới với vi lượng kẽm thông minh giúp nhà vườn giải quyết mọi lo toan. Đầu trâu AT1 giúp cây phục hồi nhanh. Đầu trâu AT2 giúp cây ra hoa đều, đầu trái tốt. Đầu trâu AT3 giúp trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn. Cây chanh, đặc biệt là chanh không hạt, phát triển nhanh, sau trồng khoảng 12 đến 15 tháng thì bắt đầu cho trái. Trong điều kiện vùng đồng bằng sông Cửu Long, chanh có thể cho trái quanh năm, thời gian khai thác kinh doanh trên 10 năm. Cây chanh không hạt có thể trồng trên đất phèn của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, nhà vườn cần lưu ý các biện pháp kỹ thuật gì, quy trình bón phân chăm sóc ra sao. Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn chi tiết của ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An. Như thường lệ, nhà nông sẽ có cơ hội trúng thưởng với phần quà trị giá 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi ở cuối chương trình. Mời quý vị bà con theo dõi và tham gia để nhận quà từ chương trình. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tại những vùng đất nhiễm phèn, canh tác khó khăn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cây chanh không hạt được nhiều bà con chọn thay thế cây lúa vì lợi nhuận mang về cao hơn hẳn. Vậy, đối với chanh không hạt trồng trên đất phèn, cần có quy trình kỹ thuật ra sao sẽ là nội dung của chương trình ngày hôm nay gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Giống chanh không hạt có khả năng kháng bệnh và chịu hạn cao nên rất thích hợp trồng ở vùng đất khó, nhiễm phèn, mặn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, những vùng trồng lúa kém hiệu quả của địa phương đã được bà con chuyển đổi sang trồng cây chanh không hạt nhiều năm qua. Tính đến thời điểm này, mô hình đã cho hiệu quả cao nhất khi đáp ứng cả hai tiêu chí về kinh tế và thích ứng với hạn hán phức tạp của đồng bằng sông Cửu Long, mang về lợi nhuận cao hàng trăm triệu đồng cho bà con. Riêng về cái chanh của tôi ấy, thì nó đúng ra thì hiện tại là chanh rất tốt. Thì năng suất thì đạt là, nếu mà trừ chi phí này kia thì cũng lãi trên 100 triệu đồng trên 1 hecta. Thì đó cũng nhờ cái chuyển giao học kỹ thuật, cũng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của nhiều năm mà mình chia sẻ bà con đây, chia sẻ kinh nghiệm nhau để mà canh tác. Theo anh Cảnh, vì cây chanh không hạt có khả năng kháng bệnh và chịu hạn cao, không kén đất, thậm chí khá phù hợp với đất nhiễm phèn nơi đây. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, thì khi trồng nhà vườn cần lên liếp cao, mật độ trồng nên đảm bảo không quá dày, khoảng từ 4m đến 6m. Đồng thời kết hợp đồng bộ các giải pháp canh tác hiệu quả, từ khâu chọn giống đến quá trình chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây. Trong đó sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp cân đối phân NPK chuyên dùng có bổ sung trung vi lượng đóng vai trò quan trọng quyết định năng suất và phẩm chất trái. Phòng nghiệp huyện cũng như là ủy ban nhân xã cũng chuyển bên phía nông cũng chuyển phao khoa học kỹ thuật, thì đầu tiên thì chúng tôi cũng như là lên liếp thì từ mực nước đến liếp đất là cách nhau khoảng từ 5 tấc, 3 đến 5 tấc. Thì chúng tôi là sẽ bón phân lót là phân chuồng, voi, tri cục ma để xử lý cái phần đất nền. Thì chúng ta tiến hành là trồng chanh xuống để cho cây chanh nó phát triển. Theo các nhà khoa học, đối với vùng đất nhiễm phèn, các chỉ số về độ hữu dụng của những nguyên tố dinh dưỡng và độ pH đều thấp. Do vậy, bà con chọn gốc ghép để có thể khắc phục được những hạn chế của đất nhiễm phèn là điều kiện tiên quyết giúp cây chanh có thể phát triển tốt nhất. Đặc biệt chú ý, trong quá trình thiết kế vườn trồng chanh không hạt, từ nền đất lúa hoặc rau màu, khâu khoan đất thăm dò độ sâu tầng phèn tiềm tàng là rất quan trọng. Xác định chính xác vị trí sẽ giúp nhà vườn không đưa lớp phèn tiềm tàng trở thành phèn hoạt động gây hại cho rễ cây.
Ngoài ra, một trong các trở ngại chính của cây chanh nói riêng và cây trồng nói chung trên vùng đất nhiễm phèn đó là hàm lượng ion sắt, nhôm cao, gây độc cho rễ cây và độ pH thấp làm giảm khả năng hấp thu các dưỡng chất của hệ rễ. Vì vậy, trong canh tác chanh không hạt trên vùng phèn, vấn đề nâng cao độ pH đất là rất quan trọng. Kinh nghiệm của tôi trong quá trình trồng chanh, cái thứ nhất là chúng ta là phải làm đất kỹ, làm đất kỹ là xử lý đất cho tốt. Cái thứ hai là cây giống cũng như cây con, cây cho chúng ta giờ chọn là giống là không sâu bệnh. Rồi thứ hai là năng suất trái là phải đạt về chất lượng và số lượng. Các nhà khoa học lưu ý, bà con sử dụng vôi để nâng dần pH trong môi trường đất là việc làm cần thiết trong kỹ thuật canh tác. Khi sử dụng vôi bón cho cây trồng, cần lưu ý điểm quan trọng sau. Khi bón vôi, ion OH- sẽ kết hợp với H+ trong môi trường đất giúp pH đất gia tăng. Tuy nhiên, ion Ca+ cũng sẽ được phóng thích và có thể tạo kết tủa khó tan với một số thành phần dinh dưỡng trong đất. Vì vậy, việc bón vôi cho cây trồng cần cách xa thời điểm bón phân từ 7 đến 10 ngày. Bà con có thể sử dụng phân chuyên dùng đầu trâu mặn phèn để cải tạo đất với thành phần chủ yếu là lân, canxi và silic giúp hạ phèn nhanh, ra rễ mạnh, bộ rễ khỏe, hấp thu dưỡng chất tốt. Chuẩn bị cho trái là cho ra hoa thì chúng ta tiến hành bón phân hữu cơ để cho cây chanh chúng ta là sẽ đi tược là tược mập đẹp, nhiều tược. Rồi chúng ta tiến hành là cắt nước để xử lý ra hoa. Khi ra hoa rồi chúng ta là cũng tiến hành là bỏ hữu cơ với khoảng 50% của phân hóa học cũng như đại khái như 25 để chúng ta là cho nuôi trái. Mà 1 hecta thì nếu quy trình chăm sóc phân bón thì ta khoảng từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi chúng ta bón phân một lần. Là một gốc chanh ta nếu mà phân hóa học thì chúng ta bón từ 300g đến 50g trên một gốc. Trên một gốc là chanh đang cho trái. Còn về phân hữu cơ thì chúng ta bón là một gốc là cũng khoảng từ 3 đến 4 tháng bón một lần, có nghĩa một năm chúng ta sẽ bón 3 lần phân hữu cơ, là một gốc đó là từ 1 đến 3 kg tùy theo là phân hữu cơ mà chúng ta bón. Bên cạnh đó, kỹ thuật lên liếp cao và rộng đảm bảo cây không bị ngập úng, kết hợp với sử dụng nguồn nước tưới không bị nhiễm phèn sẽ tạo thuận lợi cho khâu rửa phèn, giảm độc chất cho cây trồng. Sử dụng nhiều phân hữu cơ hoai mục, phân hữu cơ sinh học đầu trâu HCMK6 nên ưu tiên sử dụng các loại phân NPK chuyên dùng cho cây ăn trái như đầu trâu nuôi trái với thành phần có bổ sung trung vi lượng sẽ giúp cây sinh trưởng khỏe, tăng năng suất và đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Quý vị, thưa bà con nông dân, mô hình chuyển đổi cây chanh không hạt đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để mô hình này mang lại giá trị bền vững, đặc biệt ở những vùng đất phèn mặn, thì quá trình canh tác bà con cần chú ý tìm hiểu rõ tầng phèn của đất, kết hợp cải tạo đất bằng phân bón phù hợp, cân đối, đồng thời áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc khoa học. Cây chanh không hạt hiện nay được xem là cây trồng chuyển đổi, giúp làm giàu cho bà con huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nói riêng, nhà vườn tại những vùng đất nhiễm phèn mặn của đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, để canh tác cây chanh hiệu quả, đòi hỏi nhà vườn cần nắm thật vững quy trình kỹ thuật chăm sóc, đảm bảo chất lượng an toàn, gắn sản xuất với thị trường. Thì Hội làm vườn của tỉnh hiện nay đang có một cái hoạt động về câu lạc bộ canh tác thông minh, thì trong cái mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ này thì chúng tôi có làm sao giúp nông dân mạnh dạn là có thể cho người dân là hiểu biết để thay đổi là cái tập quán sản xuất hiện tại để canh tác sắp tới đạt được cái mục tiêu mà xu thế để chúng ta có thể là tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm nông nghiệp ổn định, đó là an toàn, đó là cái chất lượng về mặt mẫu mã, đó là phải có cái số lượng sản xuất cho nó liên kết với nhau để có một số lượng là phù hợp để trong cái đạt yêu cầu của cái người ta thu mua, và đặc biệt là theo một xu hướng là thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận,
được chứng nhận, thì tất cả những cái vấn đề này nó sẽ là cái mà chúng tôi phải tiếp cận. Đặc biệt là những cái vùng mà khó khăn như Đức Huệ đó, thì phải nói là cái công tác để người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật á, nó còn nhiều cái hạn chế lắm. Cho nên tới đây thì câu lạc bộ canh tác thông minh chúng tôi sẽ tiếp cận làm sao để tư vấn thường xuyên cho những cái nhóm nông dân, những chi hội ngành nghề, những cái chi tổ hội mà của nông dân lại, để có thể giúp bà con mình nghe, hiểu và làm cụ thể hơn. Đặc biệt là trong cái quá trình mà đây thì chúng tôi sẽ làm sao thực hiện được cái chương trình ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đang đưa đó. Đó là làm sao đưa vào để hạ giá thành. Đặc biệt là xu thế cải thiện cái canh tác của cây theo cái hướng là sinh học, theo cái hướng hữu cơ, theo cái hướng là ứng dụng những công nghệ hiện đại để chúng ta có khả năng là giảm chi phí giá thành. Nhưng mà vừa giảm chi phí giá thành để tăng tính cạnh tranh, nhưng mà đảm bảo được cái vấn đề tiêu chuẩn ghép để chúng ta có thể đưa cây chanh xuất khẩu xa hơn, ngoài những thị trường của nội địa châu Á thì đưa ra cái cho những thị trường khó tính như châu Âu. Những lưu ý canh tác cây chanh trong vùng này đó, thì với cái nhìn của chúng tôi thì trong tổng hợp nhiều năm thì chúng tôi thấy rằng thực sự những cái hiện tượng mà người dân đã báo chúng tôi là chết nhiều, rồi trồng vài năm thì cái hiệu quả dịch bệnh nó phát triển mà khắc phục nó khó, phải dùng rất nhiều cái thuốc khoa học nhưng mà hiệu quả thấp, hoặc là trong xử lý canh tác như ra hoa trái vụ vân vân thì nó cũng còn gặp những cái rủi ro. Thành ở đây thì sau khi nắm được cái thông tin nhu cầu của dân đó, thì có lẽ cái tồn tại ở đây lớn mà chúng tôi có nhìn ra mấy vấn đề thế này. Một là cái nền đất ở đây là nền đất phèn nhiều. Mà cây chanh là cái cây mà người dân hiện nay là ở cái vùng mà phèn nhiều, rồi có sắp tới có thể có khả năng nhiễm chủ định mặn. Nhưng mà người dân hiện nay là cái lên liếp còn thấp quá, lên mô trồng còn thấp quá. Cây chanh thì nó cần nước đó, nhưng mà nó cần ẩm thôi, nhưng mà không thể úng được. Cho nên vấn đề mô trồng đầu tiên là phải làm sao không để chanh gặp úng. Cái biểu hiện của dân báo chúng tôi một số cái hiện tượng thì rõ ràng ở đây là nó một số nấm bệnh nó nằm trong cái vùng rễ, nhưng mà do cái tình trạng là người dân để ẩm thấp quá. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quá trình phải tăng cường cái hữu cơ, bởi vì cái nền đất mà có vấn đề phèn nhiều, ẩm thấp như vậy thì cái hệ vi sinh vật nấm bệnh phát triển rất là mạnh. Thì vấn đề ngoài cái chuyện cải tạo vôi thì vấn đề tiên quyết là phải đưa cái hữu cơ. Bởi vì người dân hiện nay để có năng suất thì người ta dùng nhiều là hóa học. Một thời gian dài như vậy, 5-7 năm thì đất nó thối hóa nặng lắm, cho nên trồng đi trồng lại chết là lẽ tất nhiên thôi. Rồi thứ ba là ban đầu phải cơ bản khi mà trồng chanh thì phải đặt vấn đề của cái chuyện là giống, chất lượng giống phải sạch, phải tốt, quản lý được những cái vừa độ đồng đều, vừa cái chất lượng dịch bệnh bên trong. Còn dân hiện nay thì cái hiện trạng ở đây thì dân nói chung là mình tự làm giống, rồi không kiểm tra cây giống, chất lượng cây giống, cho nên trồng được 5-2 năm thì giống nó lại chết tiếp. Thì đó là cái chúng tôi thấy là cái hiện trạng như thế. Rồi phải dùng cái hữu cơ sinh học, dùng cái hữu cơ sinh học để chúng ta giải quyết. Đặc biệt là những cái mô hình tới đây khi mà trồng để đảm bảo chất lượng nó dài hạn hơn, để cái tiêu chuẩn xuất khẩu mà nó đã yêu cầu đầy đủ đó, thì vấn đề phải cải thiện lại mật độ trồng. Tập quán người dân ở đây những cái vùng đất khó khăn thì người ta trồng rất là dày. Mà dùng đất dày thì trồng dày để người ta nghĩ rằng sẽ khai thác liền như hiệu quả, nhưng mà cái hiệu quả gì chúng ta thấy là có số lượng thôi, chanh có số lượng nhưng mà chất lượng chanh sẽ không đạt. Chúng ta sắp tới phải khai thác cây chanh theo cái hướng bền vững, tức là phải có trồng mật độ hợp lý, phải làm sao để cây chanh nhận được đầy đủ ánh sáng mặt trời, không bị che khuất, thì một số cái dịch hại bên trong như nấm hồng, cắt tỉa để nấm hồng nó bớt đi, rồi thông thoáng, thì chúng ta sẽ giải quyết để cây chanh vừa là cải thiện được yếu tố tiêu khí hậu bên trong, giảm đi những cái nấm bệnh, rồi nhận được nhiều ánh sáng, thì tôi nghĩ là chất lượng cây chanh nó sẽ cải thiện tốt hơn. Và đặc biệt là thời gian tới thì chúng tôi, dân hiện nay thì người ta tiếp cận những cái chế phẩm sinh học còn hơi ít. Thì sắp tới chúng tôi sẽ đưa tiếp tục một số cái sản phẩm sinh học
những cái cách để người dân có thể là giảm bớt cái hóa học, thuốc, chất hóa học, trong đó đưa một số cái tiếp tục đưa một số cái vi sinh vật có lợi, ví dụ như trichoderma, rồi một số cái nấm xanh, nấm trắng, để chúng ta giải quyết, nói chung là cái hệ vi sinh vật, để chúng ta giải quyết đầy đủ hơn cái chuyện là đưa vào biện pháp canh tác mà theo cái hướng an toàn thì sẽ có hiệu quả cho người dân. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, những tư vấn của chuyên gia cũng đã khép lại chương trình canh tác thông minh tuần này. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con nông dân về các mô hình mới, cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con nông dân gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng tham gia nhắn trả lời câu hỏi của chương trình. Giải đáp câu hỏi tuần trước, giống lúa nguyên chủng có độ nảy mầm lớn hơn giống lúa xác nhận là đúng hay sai? Xin chúc mừng khán giả Lê Thị Hồng, tỉnh Tiền Giang đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đáp án đúng là B của câu hỏi. Phần quà là một cạc điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, chất clo trong nước mặn đối kháng với chất sắt làm cho cây lúa không hấp thụ được là đúng hay sai? A. Đúng, B. Sai. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Năm 2020, mưa nhiều, lượng mưa lớn vào thời điểm cuối mùa mưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của bà con cả nước. Đối với Tây Nguyên, hình thái thời tiết này không chỉ gây khó cho nhà vườn trồng cà phê trong mùa vụ hiện tại, mà còn dự báo một mùa khô khó đoán biết với những yếu tố bất lợi, thậm chí rất khắc nghiệt. Nhà vườn cần nắm bắt điều gì để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cho mùa vụ khó khăn sắp tới? Đâu sẽ là những sản phẩm phù hợp giúp cây cà phê tăng khả năng chống chịu, thích ứng thời tiết để đạt năng suất cao? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Phạm Công Trí, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và thạc sĩ Phạm Anh Cường, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả vừa to lại vừa đẹp, vừa ngọt lại vừa ngon, chẳng cần phải lo toan, bón ngay phân nuôi trái. Phân đầu trâu nuôi trái sử dụng 100% kali sunfat, bổ sung mắc kẽm giúp trái giảm sượng, lớn nhanh, chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Phân bón đầu trâu và đồng hành của nhà nông.